Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo chì của shop kẹo chì Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0889411281 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em. Nhà em thì nhận hàng thì thanh toán kẹo bên nhà em được không kiểu không xem hàng giúp em. Anh em cảm thấy tin tưởng anh em đặt mua hàng mà không tin tưởng có thể đi shop khác tham khảo trải nghiệm dần. Hàng em quay sao em gửi hàng cho em như vậy chứ không phải quay một kiểu rồi một kiểu, đảm bảo đúng hàng đúng mẫu mã chuẩn size luôn cho anh em. Đảm bảo đúng hàng đúng mẫu chọn sai anh em nhé. Thì hôm nay giới thiệu trực tiếp cho anh em cái mẫu kẹo chì lá 300k trên 1 ký, chưa bao gồm ship và tiền ngụy trang. Thì anh em nào thiện chí mua thì alo trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình giúp mình. Thì giá 300k nha anh em nhé, chưa bao ship. Từ lấm motor từ 4.5 đến 640. Em giới thiệu trực tiếp cho anh em. Thì lấm và motor từ 4.5 đến 640 mình bán đồng giá cho anh em là 350.000 một ký bao ship và 300k chưa bao ship, chưa bao tiền ngụy trang. Anh em lưu ý giúp mình là trong cái video mình nói luôn là 350.000 một ký bao ship, bao tiền ngụy trang, hàng loại một chuẩn đấy, không bao viên. Những cái dòng này thì mình bán ở cự ly tầm 100m quay đầu, xa hơn tùy thuộc theo cành và cây củi của anh em đấy. Thì lấm và motor hiện tại nhà mình thì bây giờ khách sử dụng khá là nhiều đấy, độ ổn định cực kỳ cao đấy. Anh em nhìn này, em motor 4.5, những cái hàng motor này thì chống gió rất chi tốt đấy, chống gió tốt mà độ ổn định nó cực kỳ cao. Dòng này thì bên em ở cự ly tầm 8-90m thì không phải nghĩ, 8-90m thì không phải nghĩ đấy, tâm sự thật với anh em như vậy. Thì dòng này thì anh em chuyển sang chơi nhiều, tại vì lấm chơi chán rồi thì anh em chuyển sang chơi motor. Mình bán đồng giá cho anh em là 350.000 một ký bao ship, bao bình ngụy trang đấy, hàng đóng máy loại một, hàng chuẩn anh em nhé. Thì mọi chi tiết anh em cứ liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Cảm ơn anh em xem video, xin chào anh em, gặp lại.